không những BBT quận 9 giữ lại và gần khai trương, quận 12 đã hoàn tất, giờ đây lại thêm quận 7 đụng vào phỏng tay. Diêm Chúa là một lúc ba thành như ván bài cào tất tay. Thật vậy, với cái ngông của đời mình, Duy Nguyễn đã từng dõng dạc tuyên bố: đôi tay Diêm Mơ đâu chỉ để làm thơ, mà uy lực trên từng trang sổ đỏ. Hai câu thơ của Duy Nguyễn đã trở nên nổi tiếng trong giới đàm chẩu khi bị người khác nói rằng mấy người tập gym cơ to, não teo, và nó được biến thể từ đoạn thơ sau: đôi tay Diêm Mơ đâu chỉ để làm thơ, mà chinh phục trên từng trang chữ nhất, nhất body, nhất danh vọng, nhất thành công, nhất tình si lãng mạn em muốn không. Đối với Duy Nguyễn, Diêm như một đứa con tinh thần lớn nhất, không đầu tư và phát triển theo kiểu mì ăn liền. Duy Nguyễn thích cảm giác đàm phán, chinh phục từng trang sổ đỏ, chủ quyền để rồi từng mảnh đất thân yêu. Khi ta đến chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa building. Cái cảm giác cắm cọc, xây thành, hoàn thiện và đi vào khai trương trung tâm gym hàng triệu đô la thì ở Việt Nam tiền vô cổ nhân mà hậu vô lai giả, chỉ mình Duy Nguyễn là có được. Đây liệu có phải là một chữ nhất trong muôn vàn chữ nhất mà Diêm Chúa muốn sưu tầm chăng? Ở Duy Nguyễn có những điều rất dị, dân tự nhiên mà lại thích văn chương, Diêm Mơ mà thích đàm chính trị xã hội, hay đặc sản là giám đốc của một công ty lớn mà lại livestream như trẻ trâu. Và chính chàng chẩu ca online này hôm nay đã giáng một tin cực sốc khi show up sổ đỏ nhà đất quận 7 sau khi sang tên đổi chủ thành công. Thú vị, thế nên hai chữ Duy Nguyễn luôn hot và tạo rất nhiều dư luận trái chiều trên mạng xã hội. Người thương, kẻ ghét, người thán phục, kẻ chê bai. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sổ đỏ không thể là giả. Thông tin chi tiết sổ quận 7 tọa lạc tại địa chỉ 102 đường Lý Phục Man, phường Bình Thuận, quận 7, ngang 12m, dài 35m, tổng diện tích 400m2, khu vực rất nhiều nhà trọ cao cấp, chung cư và trung tâm của những hướng lưu thông huyết mạch nhất khu Nam là Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Thất Thành, phả hơi rất nóng khu đô thị Phú Mỹ Hưng hiện đại. Có thể nói đây là một dự án rất đỉnh và tâm đắc của Diêm Chúa, nếu không thì Duy Nguyễn đã chẳng khổ tâm chôn câu chuyện quận 9 vỡ nợ để làm cho thành quận 7 giờ được nhiều chú ý và chói sáng hơn. Tứ trụ BBT đi từ Bình Tân, quận 9, quận 12, quận 7 thì đất sau luôn to hơn đất trước, thì cái ước mơ chủ phòng gym 1.000m2 của vài năm trước đã được hiện thực hóa bằng một trung tâm gym 3.000m2 tại khu Nam Sài Gòn, quận 7. Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt khi giám đốc đầu tư thêm một cơ sở kinh doanh nếu cách đây vài ngày bài ca Duy Nguyễn vỡ nợ không làm cho anti-fan trong và ngoài ngành hạ hê tột bậc, thì hôm nay lại phải đón thêm tin dữ như sét đánh ngang tai là ông Duy Nguyễn đã công sập thành quận 7 như cái cách võ đang THOL Jimmer Boss chinh phục công thành chiến. Dễ thấy rằng media của BBT đã cố tình vẽ ra một kịch bản phim giữa đời thật. Cảnh đời như chuyện phim Gió Đổi Chiều mới xuất bản gần đây trên kênh YouTube Thể Hình Online. Trong phim thì Duy Nguyễn là ông Hoàng Súc với một mạng lưới phân phối cực kỳ khủng khiếp. Còn ngoài đời chả biết Súc lớn như thế nào, nhưng lại để lại cho dàn fan hùng hậu của mình một thuật ngữ rất sốc: tứ trụ kẹp đầu. Quận 7, việc Duy Nguyễn sẽ hạ thành tại địa chỉ 102 Lý Phục Man với quy mô 10 tầng gym là điều đến đây không còn tranh cãi. Nhưng sẽ không ít người ngỡ ngàng trước chiêu dương đông kích tây vốn cũ nhưng cũng còn rất hiệu quả. Khủng khiếp hơn khi Duy Nguyễn tung bản đồ tứ trụ kẹp đầu. Thì ra tất cả các thành của BBT đều chiếm lĩnh đại lộ vành đai 2 của Sài Gòn theo 4 hướng đông nam tây bắc. Nhìn vào có thể thấy rằng muốn công hạ Sài Gòn thì phải hạ 4 thành trì này trước. Nhưng không hề đơn giản chút nào
khi thành nào cũng được xây dựng kiên cố, dễ thủ, khó công và cao chót vót. Đến đây, có thể thấy được tham vọng thâu tóm Sài Gòn chỉ còn là vấn đề thời gian. Từ bốn thành này, nếu chịu khó rèn quân, luyện tướng, tích lũy lương thảo, bố trí cung thủ, dàn sẵn pháo binh, thì ngày công hạ trung tâm sẽ là chuyện nằm trong tầm tay.